Công ty chứng khoán VN Direct bị tấn công nhưng mà giả sử như cổ phiếu nó tăng á thì nhà đầu tư có cảm ơn người ta hay không? Ok. Bây giờ là khá là nhiều ông trên diễn đàn nữa bắt đầu là cảm ơn à, cảm ơn là về à, yeah, do không giao dịch được cho nên là tài khoản nó xanh. Ok. Thì đó là cái chuyện mà các bạn ạ, à, liên tục diễn ra trong cái thị trường này và mình nói từ xưa tới giờ rồi ha. À, và bản chất đó chính là cái mặt tâm lý của con người các bạn ai mà không muốn tăng ai mà không muốn xanh điểm mà nhưng mà khi đỏ là sẽ tìm cách đổ thừa mọi tất cả mọi thứ và thậm chí là giờ như là giờ cổ phiếu mà chưa tăng hoặc là cổ phiếu sinh mạnh các bạn thì nó cũng liên tục xuất hiện những cái giờ cái câu chuyện về tâm lý tính cách con người ok rồi à, Thái thấy ngôi sẽ quay trở lại phân tích thị trường trong ngày hôm nay và mình sẽ tập trung chia sẻ với các bạn những cái cổ phiếu nào mà thật sự nha chúng ta thấy được cái sức mạnh và các bạn phải chặn lãi ở đâu và những cái vùng mua nào các bạn có thể mua được trong giai đoạn này ok ngày hôm nay trên màn hình các bạn là thấy có 10 cổ phiếu mà mình cập nhật lại danh sách hàng ngày á thì trong 10 cổ phiếu này các bạn thấy nè có câu chuyện có câu, câu chuyện có giờ có vb nha như vậy là có ông ngân hàng bảo kê nè có HBX nè, đúng rồi, có ASM là câu chuyện tím trần và trong group VIP nha. Chúng ta đã khá là thành công cổ phiếu này trong một cái nhịp đánh đánh rất là ngắn và chúng ta giờ À, bập được cha nội này ha rồi atc cũng tím Trần các bạn hcd các bạn nè, rồi đạt phương à, dbr nha rồi giờ dạ, cao su đồng phú các bạn rồi dri VEA dc 4 đúng không? À, rồi rồi dạ, hmr thì đó chính là những cái cổ phiếu trong ngày hôm nay thì đâu đó thì chúng ta chỉ thấy một vài cái đại diện à, ha một vài cái đại diện nhưng mà nó thuộc cái nhóm giờ nhóm big cap các bạn lưu ý hả đó chính là những cổ phiếu mà tăng giá đi kèm với khối lượng còn thật sự bản chất thị trường hiện tại đang vận động ra sao thì mọi người cùng xem trên cái câu chuyện đồ thị nào à lời đầu tiên mọi người đến với lại cái youtube của thái mọi người đừng quên là nhớ nha bấm cho thái một nút like thả tim video này và ai chưa đăng ký thì hãy bật cái nút đăng ký và nhớ là phải bấm cái quả chuông bên cạnh thông báo để khi thấy ngô làm video ra là mọi người nhận cái thông báo mọi người sẽ xem được đầu tiên ok rồi thì mọi người thấy rồi, ngày hôm nay thực sự là giờ có 342 mã xanh điểm và 139 Như vậy là giờ thị trường tăng khoảng 14 điểm và đóng cửa tại 1282 Tăng khoảng là 1.13% các bạn à, Vào buổi sáng thì thật sự là giờ vào khung giờ đâu đó là 9 giờ 30 thì có một cái cú nhúng xuống vào 1265 Nó chưa chạm lại được cái giờ à, cái vùng mà nó lắp gáp hưng phấn các bạn 1260 và nó bật tăng lên luôn nó đi từ từ như vậy chứng tỏ một điều là giờ thị trường bây giờ thật sự rất là mạnh À, thị trường theo cái kiểu mà giờ, dòng tiền quá điên các bạn ạ à, theo như mọi khi nha đối với những cái câu chuyện mà có công ty hoặc là ngân hàng hoặc là à, bất bất kể có một cái thông tin gì đó ha xấu cái mà đặc biệt đang ở những vùng như thế này ha thì nó rất là dễ bị bán sàn hoặc là rung đất rất là rất là mạnh nhưng mà thị trường do cái dòng tiền hoặc là do cái câu chuyện các bạn thì chứng tỏ là giờ à, à, hoặc cũng có một cái luận điệu người ta nói rằng là giờ có nhiều cái cổ phiếu mà có nhiều đàn anh đang giữ tài khoản bên vn direct mà người ta không tạo lập được trong cái bối cảnh này ha thì cũng có một cái giai đoạn cũng có một cái nhóm người người ta đang suy nghĩ theo cái góc nhìn đó ok còn về góc nhìn của thái ngô thì các bạn thấy rằng nước ngoài vẫn bán rồng trong những phiên gần đây à, biến động thị trường á thì trong ngày hôm qua thì tự doanh bán rồng, nước ngoài bán rồng, tổ chức bán rồng Còn ngược lại thì cá nhân lại mua rồng mạnh Còn trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có số liệu tối hôm nay như thế nào nha Về nước ngoài ngày hôm nay thì bán rồng khoảng 175 tỷ Nhưng mà đa phần tập trung bán rồng rất là mạnh gần hơn 400 tỷ nha Ở cái nhóm, ở cổ phiếu của đi các bạn Thật sự viên đi này nó phải cần có một thời gian nữa để nó xây dựng bởi vì sao một cái cú biến động như thế này các bạn nó rất là khó tăng lại liền ha. và nó phải có một cái nền giá và nền giá đâu đó thì bây giờ khả năng ngày hôm nay nó chỉ giảm về quanh vùng giá khoảng 22.8 thì mình có chia sẻ với mọi người trong group vip rằng là đây vào sáng sớm ngày hôm nay mình có nhắc với mọi người ở câu chuyện là giờ nhóm chứng khoán này các bạn ơi à, vì chúng vì mình đã nhắc với anh chị là mua được những cổ phiếu này ở những vùng giá rất là ok rồi thì mình nói là khi mọi người đã mua được cổ phiếu này à, VND các bạn ở 21.8 22 các bạn ạ à, Giờ chơi tới bến luôn Nếu hòa thì mới bán Còn lại đừng có bán lỡ dở nha Thì đó Rồi sau câu chuyện của bất động sản Mình cũng cập nhật chia sẻ với mọi người nha Rồi những cái cổ phiếu nhóm ngân hàng nè Ví dụ như là ngân hàng VAB, MSB các bạn Vượt đỉnh khỏe nè Giờ nắm kệ bà nó luôn Lãi trên 10% rồi Rồi những cổ phiếu mà bất động sản chúng ta lãi từ 15 hay 25% các bạn Tiếp tục là nắm giữ những nhóm này cho mình Trừ khi nào các bạn ạ à, có mặt xin mặc đồ thì các bạn mới hạ tỷ trọng thôi còn lại nha sau đó vẫn cứ tiếp tục gồng vì đây chính là những cổ phiếu rất là khỏe của nhóm ngành luôn mình cập nhật rất là kịp thời ha và trong cái clip này vẫn cập nhật cho mọi người thêm một số cổ phiếu mà mọi người canh mua trong những cái giai đoạn mà nó có những cái xuất hiện những cái tình trạng mà mua mới hoặc là rung lắc nha như là ghép BDR đó các bạn ạ à. nhưng mà nếu nó rơi về những vùng mua thì các bạn mua mới thì các bạn mới mua còn những nhà đầu tư mà người ta đã mua rồi ha hoặc là chúng ta cứ tiếp tục gồng nắm giữ thôi Ok không ạ? Rồi chốt lại thì mình sẽ cân dặn với mọi người là nếu trường hợp nó có vi phạm rơi về cái gì á, thì các bạn bán Nói chung là chia sẻ rất là kỹ hàng ngày Như vợ của Thái này Ví dụ như uh, <laughs> bà vợ của Thái á Là chuyên gia nha Là mua những cổ phiếu mà bị thiên hạ chửi Đó là MH75 các bạn Đây là vợ Thái nào à, Bữa hôm nay thì nhiên là lo là KBC là vợ lãi được 18% rồi Chịu đựng rồi cũng lên Lãi <laughs> 25% là nói chung là vợ mình đó thì giao dịch theo cái kiểu là giờ rất thích mua những cổ phiếu ở nền thấp giá chưa tăng để giờ để có thể là gom hàng và để từ 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 từ, từ các bạn à, như vậy là à, đó cũng là một cái tâm lý và một cái tính cách giao dịch tốt chứ không phải là không ha à, nói chung là mỗi người một cái trường phái giao dịch còn thái thì mình sẽ kết hợp cả hai vừa muốn cho mọi người mua được vùng giá tốt bên cạnh đó phải chọn những cái cổ phiếu giờ có sự vận động à, tăng trưởng một tí xíu à. và đặc biệt là chọn những cổ phiếu mạnh nhất trong mỗi nhóm ngành để mình à, nhắn tin và chia sẻ với anh chị trong group vip cho nên là các anh chị mà thật sự có thấy được phong cách giao dịch của thái mà thật sự phù hợp với mọi người nha và mình chia sẻ rồi mình nhận được rất là nhiều tin nhắn hàng ngày của mọi người và mình chia sẻ nha chỉ khi nào mà các bạn thấy là nếu cái cách giao dịch đó mà nó phù hợp mọi người nhắn tin zalo cho thái vì mình không phải ngày nào cũng mua bán nhưng mà mình sẽ chọn những cổ phiếu mạnh nhất khỏe nhất và có vùng mua điểm mua thì mình mới múc đây các bạn nếu mà không đánh chuẩn như vậy thật sự rất là khó để cầm hoặc là nắm giữ trong giai đoạn này bởi vì sao bởi vì trong bối cảnh này mình đều nhắc cho anh chị nắm giữ được là phát đạt rất là bây giờ lãi được khoảng 16 17 phần trăm và tiếp tục đây nè rất vip đã múc đúng ngay cái vùng chuẩn này cho mình hả tức là mình nhìn ra được cái thế trận và cái mẫu hình này ha và chúng ta đặt cược như vậy rồi gì nữa giờ rồi TCH các bạn nè rồi đích là đều là 15 20 phần <laughs> trăm các bạn thấy không À, ngay cả như là nam long gấp rồi các bạn liên tục những cái vùng giá mà 38 38 tám năm đều nhắc cho anh chị bởi vì sao bởi vì đây chính là một trong những cái giai đoạn mà nó chuyển giao nền tảng rồi nó bật tăng các bạn rồi sau khi đó các bạn có quyền là nắm giữ thoải mái luôn gồng lãi ok đúng không các bạn nào đó thì đây chính là cái phương cách giao dịch của thái hoặc là mới giai đoạn vừa qua chọn ngay VIP khi mà à, trong một vài phiên trước các bạn thấy không ạ nó có xuất hiện mà tình trạng mà test ngược trở lại vùng giá khoảng 21.3 vùng đỉnh à, là mình nhắc với anh chị là phải múc liền còn hơn lên trên này bắt đầu là đa phần là nhảy vô hưng phấn bắt đầu múc bán à. mua xong bắt đầu cắt lỗ cắt lỗ xong bắt đầu là cổ phiếu này tăng lại rất là nguy hiểm đó à, chứng khoán này trong giai đoạn vừa qua chúng ta rất là thành công ở CTS các bạn đều được khoảng hai mươi mấy phần trăm rồi sau đó chúng ta sẽ bán trên đường tăng giá rồi chúng ta giờ À, liên tục là sẽ có những góc nhìn cho mọi người là mbs cũng tương tự như vậy đó rồi giờ à, à, vca rồi ors cho nên là giờ khi nào nó thực sự có những cái vùng mua điểm mua là mình sẽ chia sẻ với mọi người liền chứng khoán bất động sản ngay cả như là đợt trước là bất động sản công nghiệp GVR các bạn nào à, chúng ta cũng lãi được cái cổ phiếu này là tầm ít nhất á, từ vùng giá này trở lên mình nhắc với mọi người rồi và rải ra bán từng phần một ví dụ ở đây là các bạn là không phải thiên tài chúng ta bán một cục trên này các bạn bán một phần ba một phần ba rồi một phần hai các bạn đó ví dụ một phần hai một phần tư đây một phần tư đây thì rõ ràng là gì có những cái cú mà nó sụt giảm như ha các bạn sẽ vừa vừa mua bán như vậy các bạn sẽ rất là dễ làm chủ cái thế trận này thì đó là cái góc nhìn của mình ok và trong trước vip thì thật sự là giờ mình sẽ chất lọc và chia sẻ rất là cụ thể hàng ngày và mình sẽ đồng hành với mọi người 6 tháng là 4 triệu hoặc một năm là 7 triệu nha vì mình giờ không làm môi giới cho bất kỳ công ty nào ok không ạ rồi thì bây giờ các bạn sẽ quay trở lại trạng thái phân tích thị trường nè ở góc độ về vn thì mình thấy như thế này đấy các bạn nè rõ ràng nha lúc này á, đối với quan điểm của mình thì thật sự ở trên cái vùng này các bạn nó có thể tăng lên một dịp nữa hoặc là giờ nó có thể là giờ sẽ rơi về lại kịch bản này và bối cảnh này thì thật sự mình đang thiên về một cái góc nhìn á là giờ nó cần phải có sự tích lũy thì nó sẽ hay hơn giống như ở dưới này các bạn nè dưới này nó tích lũy khoảng một thời gian các bạn một hai ba bốn đúng không một hai ba bốn thì mình mình chờ cho một cái giai đoạn nếu mà trường hợp á khi mà thị trường mà quá xấu hoặc là à, nó có những cái rủi ro bất ổn đó, thì rõ ràng là giờ cái vùng 1233 lúc này nó sẽ là một cái hộp giá để giờ rơi về đây nó sẽ có lực cầu và nó đánh lên các bạn thì mình sẽ kỳ vọng một cái dịp đánh như vậy nó sẽ rất là ok và đối với những nhà đầu tư mua mới đó, thì các bạn hãy nên là giờ mua ngay cái vùng hỗ trợ cái nền giá rồi sau đó thì gặp kháng cự một người bán thì nó sẽ hay hơn là cái việc mà mọi người giờ không có bất kỳ một cái cổ phiếu nào trong tài khoản mà mọi người mua ngay vùng giá cao á thì mọi người phải lưu ý đã mua cao thì phải mua tỷ trọng như thế nào nha chứ không được là lỡ với trường hợp nhớ nó điều chỉnh về chỉ số chung một cái thì mọi người sẽ rơi vào cái trạng thái là giờ bị động các bạn thì đó là góc nhìn của mình và trong rút vip thì thật sự à, ở góc độ về chỉ số là như vậy nhưng mà chúng ta sẽ tập trung vào những câu chuyện của cổ phiếu và khi nó có vùng mua điểm mua là chúng ta sẽ enter bây giờ các bạn thấy nè những cổ phiếu ngày hôm nay nó tăng điểm mà ví dụ như là BB Bank ha đúng không à, là một cái dạng mà bạch tuộc đã siết chặt trở lại và co lên nhưng mà mình không đánh cổ phiếu này HBX à, HB các bạn rồi ASM các bạn nào ASM là một dạng cổ phiếu mà chúng ta đã đi được khoảng 90% và các bạn nhớ trong những phiên trước không à, ngay cái ngày mà mình còn nhắc ở ngày 21 tháng 3 các bạn tức là bây giờ là mình được được khoảng 90 phần trăm rồi và mình chốt một phần hai liền bởi vì sao bởi vì mình cũng sợ những tình trạng mà lỡ như trường hợp nó quay đầu á, thì nó lại sơ cho nên mình bán trước một phần hai và gồng một phần hai còn lại để im cho nó chạy ha thì đây chính là một trong những cổ phiếu mà chúng ta rất là thành công của dịp sống này nè ASM tím rịm nè mọi người ơi Tính ra chúng ta chọn lọc hàng rất là chuẩn nha Anh em nào thật sự đánh thì nhớ Nếu nó đang tím cứng mà nó tự nhiên nó mất cái cục tím đó bị bán á Thì các bạn cứ có quyền là chốt lại một phần hai Bởi vì thật ra chúng ta sẽ tập trung vào những cổ phiếu mạnh kia Còn lại chúng ta sẽ giữ một phần hai còn lại khi nào mà nó đảo chiều hoàn toàn chúng ta sẽ bán Đúng không ạ? Thì đó là cái góc nhìn mà mình cập nhật rất là kịp thời hả? Ok Đó rồi ATC các bạn nè, à. đây cũng là một cái dạng cổ phiếu mà nó mới vừa thoát cái hộp giá ha. Cái hộp giá này là thoát quanh 11.6 11.8 các bạn. Thì thật sự là giờ ông này lại có dòng tiền vào rất là khỏe nè. Thì mình kỳ vọng là trong những cái giai đoạn sau các bạn, nếu các bạn có mua những dạng cổ phiếu này tuy nó là nhỏ nha, nhưng mà các bạn kỳ vọng lại một cái nhịp nó có khả năng á nó sẽ đánh về lại cái biên đỉnh trên này giống như một cái mẫu hình cốc tay cầm ha và ngày hôm nay sau những cái lần mà nó tái tích lũy quanh 11.6 11.8 và cuối cùng nó đã vượt rồi nó đã vượt rồi các bạn nha thì đây là cổ phiếu mà các bạn nhỏ các bạn chú ý trong những giai đoạn sau có những cái pha rung đất test chỉnh đó, thì mình sẽ nhắc dinh chị liền ok hcd à, dbr cao su đồng phú tăng khá là khá là kinh các bạn đó mà và khi nó tăng xong rồi thì các bạn sẽ không có điểm điểm vào đó dri VAA, dc 4 mà dc 4 thật ra ngày hôm nay nó cũng tạo ra một cái điểm mua giờ à. à, thoát cái cản chéo này các bạn nè tức là nó vượt qua vùng giá khoảng 11.4 thì đó, và cái cổ phiếu này thật sự nó có sự liên đới đối với lại cái câu chuyện của ông đích các bạn dg á thường ngày xưa mình đánh nha khi mà cổ phiếu nó tím trần nó thường thường nó đi chung cặp với lại ông dcg và xin lỗi mọi người ông dg và ông đích đây các bạn nha thì sau này trong những phiên sau mà có những hành động rung đất thì các bạn có thể là giờ canh mua được những dạng này tức là mua bù các bạn nó tất chỉnh là 11 chấm quanh quanh cái vùng này nè hả đó thì các bạn này à, có thể enter rồi thì đây là cái câu chuyện mà trong những cổ phiếu trong ngày hôm nay còn những cổ phiếu giờ à, lúc này thì các bạn sẽ tập trung vào những cổ phiếu nào ok các bạn đừng quên là nhớ nha bấm cho thấy một nút like và thả tim video này và sắp tới có những cơ hội mà những cổ phiếu tiềm năng mình chia sẻ sau đây nè thì các anh chị là cố gắng theo dõi nha còn anh chị nào thật sự muốn vào rút vip để cập nhật bản tin kịp thời và có những cái vùng giá mua rất là đẹp ấy, thì mọi người follow nha hiện tại vnet thì nó cũng đang trong một cái giai đoạn giờ hồi phục nhưng mà hồi phục ngày hôm nay thì nó lại không có quá mạnh các bạn ạ. Thật sự luôn, hồi phục ngày hôm nay thì mình thấy là giờ cái cái volume nó không quá khỏe ha Đó là câu chuyện chỉ số chung thì ở trạng này gần Càng ngày càng lên cao bên cạnh đó nó xuất hiện thêm những cái thông tin các bạn Như là VN Direct nào, Chưa biết khi nào hồi phục ha à, Dự kiến là thứ năm tuần này nhưng mà không biết có phải hay không Bên cạnh đó là giờ cái câu chuyện của xin Rồi bên cạnh đó là giờ à, Cuối tháng thì quỹ cơ cấu z các bạn đó. À, Rồi gần nhất là cái câu chuyện mà hút tiếng phiếu cho nên là mọi người đưa trên cái bàn cân như vậy và mọi người cân đo đông đếm để giao dịch nhá chứ không phải là giờ đánh full mặt xin đánh full tỷ trọng á mà chỉ cần thị trường mà bẻ gió cái á, thì mọi người đa phần rất là rất là dễ bị động ok bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào những cái cổ phiếu mà rất là tiềm năng và tốt đầu thì các bạn thấy nào à, đầu tiên thì các bạn rõ ràng câu chuyện TCH nha ông này tiếp tục tăng mạnh thì rõ ràng là giờ cổ phiếu này nó chỉ test quanh trở lại vùng giá khoảng thì trong group vip có nhiều anh chị là nhắn tin hỏi thái thì quanh vùng giá nào thì mình có nhắc rồi nếu các anh chị có muốn mua thì quanh vùng giá khoảng 14.8 cho những nhà đầu tư mà mua cực trẻ hoặc là mọi người muốn mua thêm một tí xíu trong ngắn hạn nha còn lại là mình sẽ không nhắc là mua càng ngày càng lên cao thì rất là khó mua và y như rằng là giờ nó chỉ có một hai phiên test trở lại vùng giá khoảng 14.8 bật tăng lên nè à. đó rồi sau đó các bạn sau đó à nếu mà trường hợp À, nó chạy lên và một nhịp sau nó hồi nó test một trở lại á, thì các bạn phải đề phòng nha Bởi vì cái lần sau mà nó test chỉnh nó sẽ không thấp như vậy đâu Bạn lưu ý nha Rồi nó có thể là về lại luôn vùng giá khoảng 13.85, 14 các bạn nhớ Ok Và bây giờ thật sự nếu các bạn cầm cổ phiếu này rồi và mình cho những anh chị trong group viết tiếp tục nắm giữ nè Như một... Uh, à, đây, đây các bạn nào. <laughs> như là những người anh em của mình nếu có trường hợp mà người ta đang BVNR các bạn mà lỡ như trường hợp nắm những những cổ phiếu rất là khỏe nha thì vẫn rất là bình thường ok <laughs> rồi à, đó là câu chuyện của tsh còn khi nào mà thật sự nó thủng 14.8 thì tức là nó thủng cái đền ngắn này là mọi người phải chốt lãi hoặc là mọi người sẽ bán hòa vốn cho những người mua sâu ha vì chúng ta lãi rất là to và đi từ 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 từ, từ cho nó chạy các bạn nhiều khi bây giờ nó chạy lên khoảng là giờ 10 mới đến 15 phần trăm nữa rồi nó quay đầu thì sao Cho nên đó là cái tư duy mọi người phải cầm được cái hàng này và mua thì thật sự phải gần cái vùng mua Đó đó là cái điều mà mọi người trong group viết mình chia sẻ rất là kỹ càng hả Ok câu chuyện của giờ Nam Long gấp nè Rồi các bạn nói mà vẫn rất là khỏe cho nên những anh chị có hàng thì cứ tiếp tục nắm giữ hả nó cứ bây giờ nó cứ sờ quần sờ nẹo và nó sẽ bám sát cái đường em 20 đó, nó bò lên dần các bạn ha nó đi từ từ khang điện hao cũng tăng các bạn nào Khang Thị Hao ngày hôm nay lại vượt đỉnh nha Lại vượt đỉnh nha Thì rõ ràng khi mà một trong những cổ phiếu này nó vượt đỉnh á Thì những cái cổ phiếu mà giờ, à, dạ, Như là Phát Đạt Rúp là TCH nè Rồi đích nè Nova Lăng nè các bạn nè Vẫn rất là ok Nova thật sự là một cái dạng cổ phiếu giờ à, Đánh trong một cái biên hộp Đúng rồi cho nên những anh chị nào có thì các anh chị cứ nắm giữ và Thật ra nha trong những giai đoạn tới nó có thể tăng giá lên rất là khỏe thì chúng ta cũng không biết được Và cái vùng kỳ vọng nó sẽ về lại vùng giá khoảng 20.5 ha trên biểu đồ kỹ thuật các bạn nào nó đã tích lũy rất là lâu rồi ha ok và có dòng tiền vào rất là khỏe vào cái ngày ngày hôm qua các bạn dòng tiền đánh lên rất là mạnh nhưng mà do cái bối cảnh thị trường chung ha cho nên nhà đầu tư có hàng thì cứ tiếp tục gồng nắm ok rồi à, à, hdc nè đó nói chung nhìn chung thì những cái dạng cổ phiếu này nó chỉ test trở lại đường ma 10 và đường hoặc là tí xíu dưới này là vùng giá khoảng 32 mươi hai ạ thì nó lại dạ, nó sẽ bật tăng lên trở lại nha thì à, à, đó đó là cái sức mạnh của dòng bất động sản các bạn chú ý phát đặt rúp à, phát đặt rúp bây giờ thì các bạn lưu ý nha, nếu thực sự mọi người có mua thì mọi người canh những cái pha mà nó rung đất biến động thì mọi người enter nhưng mà càng ngày càng kéo lên nha thì sẽ rất là xa điểm mua và khi nó xa điểm mua ạ? và chỉ cần này có những cái cú mà rung đất tách chỉnh là đa phần là mọi người cắt lỗ cắt lỗ xong nó bật lên trở lại thì không được nha ok bây giờ mọi người sẽ gồng nếu mà trường hợp nó thủng qua cái râu nến này ha là mọi người nên bán trong ngắn hạn thôi để mọi người khóa lãi tạm thời còn những nhà đầu tư đã mua được những vùng giá cực kỳ tốt như này mọi người cứ tiếp tục gồng đó là câu chuyện của giờ nhóm bất động sản ha nhóm bất động sản đích cũng ok là đâu có gì đâu xấu ạ nó tăng từ vùng giá khoảng 30 lên đây thì rõ ràng bây giờ nó phải có một cái thời gian xây dựng nền giá và đoạn hiện tại nó có lý do để nó chững cái đà tăng lại các bạn bằng những cái mẫu nến gì à pin ba những mẫu nến là doji các bạn nào à, ha những mẫu nến doji các bạn nha là lưỡng lự sức mạnh và rõ ràng ở đây nó sẽ tạo thành một cái nền giá mới À, à, nếu mà trong những cái pha sau có muốn mua thì canh những cái sự mà rung lắc á, biến động thì các bạn mua nó sẽ an toàn hơn. Bởi vì ít nhất đây cũng là một trong những nhà cổ phiếu đã vượt đỉnh. Ok. Rồi, nhóm tiếp theo là nhóm à, à, bất động sản, nhóm ngân hàng đi thì các bạn chú ý nha. À, Techcombank à, giờ quá khỏe các bạn ạ, à. nhưng mà thật sự là vốn nó không có cao. À, bây giờ thật à, thì sau cái cây nến mà nó tăng giá này nó vẫn tiếp tục bò lên thì phù hợp cho những nhà đầu tư đã đang cầm các bạn. Còn mua mới thật đối với quan điểm mình đã là không có đi mua an toàn nha. À, VAB các bạn là một trong những dạng cổ phiếu tím trần ở những phiên trước rồi. Thì các bạn có muốn mua thì hãy canh những giai đoạn rung lắc sâu này ha. Có những cái pha mà rung lắc tết chỉnh thì các bạn có thể là mua được. Ok không ạ? À? Còn bây giờ nó quá xa so với lại và nó đi lên một mạch như thế này thì rất là khó, đúng không ạ? À? Nó tăng giá từ vùng giá 21.3 trở lên, nó phải chờ một giai đoạn để nó tích lũy và rung lắc các kiểu rồi lúc đó chúng ta sẽ xem xét. Đúng không? Chúng ta sẽ xem xét nha. À, đây là các bạn đưa vô trong cái diện chờ mua thôi và trong đó VIP mà nhờ các bạn như vậy các bạn mình đã cho như, cho nên là không phải lúc nào nó cũng đi điểm mua và khi có điểm mua là mình sẽ chia sẻ như gào thét cho mọi người liền MSB cũng tương tự như vậy nè đó đó là những cái vùng mua như gì nữa đúng không ạ những anh chị nào thật sự có muốn mua thì cứ rải quanh quanh như vậy tiếp tục ấy thôi CTG CTG là sau giai đoạn trước các bạn nào đạp đúng không ạ đạp về đây tạo đấy rồi rút chân lên và bây giờ nó đang giờ đang giữ và nó phải đi ngang cái vùng đường EMA 20 này một thời gian các bạn À, để mà đánh nhanh đó, thì bạn đánh là VIP còn mà thật sự các bạn là kỳ vọng tí xíu á mua sâu mua trẻ thì các bạn là mua CTG cũng được tức là quanh những cái vùng giá đường EMA hai chục các bạn đặt cược các bạn rải ra khoảng 20 30 phần trăm gì đó ha chứ không thì sau này lên tút trên này bắt đầu là đòi vô mua là rất nguy hiểm ha bất động sản thép thép ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy một cái sự hồi phục tốt của nhóm nhờ nhóm thép đây các bạn nào? Hòa pháp tăng giá nha. À, cái kiểu đánh này thì khả năng cao á, thì mình kỳ vọng nó sẽ có một cái nhịp kéo lại vùng đỉnh 31.4 một lần nữa hả? Rồi sau đó nó tạo thành một cái hộp giá đi ngang. À, à, bây giờ thực sự là vô lâm giai đoạn này cũng hơi khó để chúng ta phân tích nè. À, Nam Kim, à, Nam Kim giờ à, hồi kéo lên tại vùng giá khoảng 26. Như vậy một lần nữa nha, Nam Kim đã nỗ lực là giờ à, tết đi tích lại vùng giá khoảng 24.9 các bạn và nó không thủng nha. Như vậy đây sẽ là một trong những cái biên nền giá rất là đẹp để giờ để cổ phiếu này có thể là đánh tiếp tục trong những giai đoạn tới nè các bạn nào à, như vậy là giờ à, nếu mà thật sự các anh chị có muốn mua thì các anh chị giờ à, canh canh quanh những cái vùng giá như vậy các anh chị enter nó sẽ hay hơn. Còn bây giờ nhớ rõ ràng đây là một trong những cổ phiếu khỏe thì nó sẽ có một cái nhịp đánh còn lên lại quanh những vùng giá khoảng 28 29 những nhà đầu tư có hàng cứ tiếp tục gồng. À, hoa sen là một cái dạng cổ phiếu tăng sâu đó các bạn nào và giờ và nó cũng rất là ok các bạn nha, cũng rất là khỏe rồi nha. Và những anh chị nào có thì có muốn mua các bạn thì trong những phiên trước mình có chia sẻ rồi, quanh quanh những đường MA 20 các bạn rải ra rồi sau đó khi một ngày nào đó đời đẹp trời nha, nó vượt qua vùng giống 23.8 các anh chị enter thêm một phần lại để các anh chị ờ để nó chuyển giao qua một cái giai đoạn mới tức là giờ từ cái giai đoạn tích lũy đi ngang để trở thành là tăng giá nè. Đó. TLH tím VGS thì quá khỏe rồi các bạn. VGS quá khỏe nha. Dầu khí BSR, VDS Nói chung là nhóm này thì mình không có phân tích được MWG thì cũng đang trong giai đoạn mà tích lũy thôi các bạn Trong nhóm này thì Masan đây Rồi ok Những anh chị đòi mua Masan đúng không? Bắt đầu nó về là cái vùng giá mọi người sẽ mua được nữa hả? Ok Như vậy là trong những cái phiên sau Chúng ta sẽ kiểm định lại cái vùng giá khoảng là giờ Đường EMA 200 Thường cổ phiếu nó có những cái nhịp test về như vậy các bạn thấy không ạ? À? nó đâu phải là gì nó tăng mãi rồi rồi sau đó nó tích chỉnh nó lại ha thì đa phần những ông mà đu trên này bán bán xong ở dưới như vùng giá này ha thì mọi người mua được và mua sâu thì các bạn giờ chờ cho nó một cái giai đoạn gì để nó nó tăng là một cái nhịp sâu các bạn nha ở đây nó sẽ tạo ra một cái cụm nến doji nè thì các bạn chú ý mua được những dạng cổ phiếu này nha ok đang tết nó đang tách chỉnh trở lại những cái vùng mua hợp lý nha rồi dc world ha dc world thì mình cũng đang kỳ vọng là để xem xử cái sự vận động này nó cũng đang bạch tuộc cũng đang trong một giai đoạn là tích lũy đi ngang mà trong giai đoạn tích lũy đi ngang này giờ chỉ cần uh, tí xíu thôi là nó sẽ thường nó sẽ có động thái là test trở lại cái vùng đỉnh nó đã vượt qua các bạn nào đây đây là cái vùng này nè ha đó thì như vậy thì các bạn có thể là giờ chờ mua được những vùng giá nó sẽ tốt và tích cực hơn. Bất động sản khu công nghiệp thì uh, uh, GVR các bạn nói chung là mua mới thật sự mình không khuyến cáo. SSC nha. Uh, SSC thì rõ ràng là giờ trong giai đoạn này á các bạn nó không vượt qua được đường EMA uh, 20 mươi. Uh. À, nhưng mà rõ ràng nó sẽ tạo thành một cái nền giá quanh vùng giá khoảng 41 khá là cứng chỗ này rồi các bạn ha. Khi nào mà nhà đầu tư mà mua được những vùng giá mà đi ngang trên này Mà lỡ trường hợp có mua nếu mà trường hợp nó thủng 41 thì các bạn bán, còn sau đó các bạn cứ cầm ha. Mình thì mình sẽ không nhắc nhà đầu tư mua những dạng như vậy nữa, nó quá là rủi ro Tiếp Đây <laughs> Tiếp thật sự là một cái cổ phiếu giờ à, Trong những phiên sau mình đang thấy bạch thuộc bắt đầu là đang à, Có một cái hiện tượng là à, giờ dạ. đang bung ra các bạn nha thì rõ ràng đây sẽ là một trong những giai đoạn mà các bạn canh mua được cổ phiếu này ha và nó đang nằm trên đường EMA năm thì rõ ràng đây là một cái trạng thái của sống kéo ngược các bạn ạ à, mình nghĩ là ông này ha ông còn một cái giai đoạn quanh quanh chỗ này thì vùng giá khoảng 26 27 là mọi người có thể là tham gia được ông này ok không ạ rồi DTD à, DTD thì ngày hôm nay có một cái điều tích cực là gì ạ nó có một cái dạng là thuộc đang siết chặt trở lại và bên cạnh đó nha mình đang kỳ vọng nó sẽ tạo một cái nền giá quanh đây ha một cái đàn giá quanh đây và nó giữ được trên đường MA20 thì trong những phiên tới các bạn ha khi mà sau với câu chuyện mà VN nó bắt đầu nó đi qua các bạn. Nó hồi phục nó ổn nha. Thì mọi người sẽ canh những dạng này mọi người mua vẫn được nè. À, có khả năng cao á ông này sẽ mua được trong một cái biên độ là vùng giá khoảng 27. À, 28 5 đến 28.5. Đó là cái cái câu chuyện mà mọi người có thể là canh mua được cổ phiếu này. ha à, và rải ra mua dần các bạn. Và khi nào nó vượt chính thức lại à, những cái vùng giá như là đâu đó ở trên này các bạn nè. À, vượt lại vùng giá khoảng là à, 30 các bạn nha. Thì thật sự là dòng tiền nó sẽ tiếp tục đánh lên một lần nữa ha. Ok. Rồi, à, đó là câu chuyện tiếp theo là đầu tư công ha. Đầu tư công thì à, mình quan sát là sức mạnh đầu tiên các bạn phải chú ý là gì? LCG mình thấy rồi tiếp tục gồng nắm giữ cho mình ha. Khỏe ra các bạn. Đây là trong những cổ phiếu rất là khỏe của nhóm nhà đầu tư công. Sau đó nè là giờ FCN các bạn. Đó, đó là những cổ phiếu này các bạn đã lời lãi được khoảng 10% trở lên nữa các bạn. Thì bây giờ các bạn cứ tiếp tục gồng nắm thôi, và ông này sẽ còn một cái giai đoạn bây giờ à? à, Nếu mà trường hợp nó rung đất thì nó test trở lại quanh vùng giá khoảng 15, 15.95 à, 15. hoặc là 15. à, 16 à, Rồi nó sẽ xây nền giá và bật tăng lên tiếp tục nha Có mua thì cứ canh canh những vùng giá sau Và trong rút vip mình đã nhắc với anh chị là mua được những vùng giá rất là đẹp rồi, cứ tiếp tục gồng cho mình Hoặc là KSB của mình nè Đó, à, sau cái câu chuyện mà giờ, à, sau cái câu chuyện mà của LCG, FCN Thì KSB là cái cổ phiếu tiếp theo mà mình thấy được cái sự thánh thoát Ha. Và ông này rất là dễ sẽ về lại vùng giá khoảng 29-30 Thì những nhà đầu tư nào thật sự là muốn mua các bạn Như trong ngày hôm nay nó có những giai đoạn nó tết trở lại vùng đường EMA 10, đường EMA 20 các bạn ạ Thì thật sự đó sẽ là một trong những cái vùng mà mọi người phải đi những cái nước nấc thang đầu tiên Mọi người enter ví dụ như 30% lên trên này Trong những cái bối cảnh sau mà nó tích cực các bạn Các bạn mua thêm khoảng là 30-40% nữa rồi, rồi từ từ các bạn sẽ đi được như vậy Rồi sau này sẽ có những cái nhịp đánh lên nó vượt vùng đỉnh á Thì sẽ có dòng tiền vào sau ba hôm này thì bắt đầu mới tới cổ phiếu như là VCG cũng rất là tiềm năng các bạn nè rồi giờ HHV nè thì những cái dạng cổ phiếu này là những dạng cổ phiếu đi sâu ha các bạn nha chú ý nha đó LCG đa phần nhóm này thì mình đều thấy là một cái trạng thái tích lũy để hướng lên và hướng lên theo cái cách mà ngày xưa là đánh theo dòng chứng khoán các nó bật tăng lên nè thì các bạn chú ý này cho mình thì đó là cái câu chuyện mà mọi người phải đưa vào trong cái diện quan sát ha, theo dõi và mua rồi giờ thủy sản thì ASM quá ok rồi đúng không hả? quá wow, ok rồi nè rồi anv các bạn nè đó rồi giờ cmx đó là những cái dạng cổ phiếu mà thật sự các bạn có muốn mua thì như trong nhóm này mạnh nhất là asm các bạn sau đó là anv nha thì nó nói chung á là các bạn vẫn còn những cái vùng mua được và kỳ vọng cho ông này ha và rải ra nếu các bạn mua anv quanh vùng giá khoảng ba bốn mít này ha thì nếu một cái một cái nhịp nó đạp về lại vùng giá khoảng ba mươi hai chấm chín ba mươi hai ví dụ như là ba mươi hai thì rõ ràng đây sẽ là một cái biên để các bạn gom mua các bạn rồi sau đó sẽ có một cái trạng thái giờ bật tăng lên mình kỳ vọng là cái nhịp đánh này nó sẽ về là những vùng giá khoảng 40x thì đó chính là những cổ phiếu rất là tiềm năng các bạn ạ rồi ha Chứng khoán bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, đầu tư công, thép, dầu khí, thủy sản ha Còn về giờ Ờ một số cổ phiếu như là là, là, ghét các bạn nào ghét nhớ nha ông này cố gắng mà đưa vào trong diện mua để các bạn thấy không nó đã chính thức là vượt ra khỏi một cái nền giá này rồi thì trong những giai đoạn sau à nó tích lũy một cái à, thì nó sẽ là một trong những dạng cổ phiếu các bạn phải mua được trong bối cảnh mới bởi vì thật sự nó đã có một cái nền giá quá ok và đây là một giai đoạn là chuyển giao nền tảng các bạn nào từ đi ngang tích lũy chuyển qua thân giá ok đó và dòng tiền vào rất là khỏe rồi không có gì phải sợ các bạn ha À, đó là câu chuyện của Gate nè. Rồi uh, Masan, nói chung Masan các bạn thấy mà kiên nhẫn bắt đầu về lại vùng mua đẹp. Đó. Rồi HTN uh, giai đoạn trước nhắc với mọi người ha. Đó, những anh chị nào thật sự là muốn bán thì cũng đã bán còn không đã, nắm giữ nó vẫn ok nè các bạn nè Rồi, ACC ha. Đó là những dạng cổ phiếu mà tiềm năng rồi uh, như hồi nãy là gì ATC đúng không ạ? Đó, mình vừa chia sẻ ở đầu video á. Thì đó là những dạng cổ phiếu mà các bạn có thể là canh mua trong những cái dịp mà VN rung lắc và càng ngày lên cao này ha, VN sẽ gặp rất là nhiều cái trạng thái mình nghĩ nó sẽ có rung lắc các bạn cục bộ ha. Hoặc là toàn bộ thì chúng ta phải xem vào câu chuyện của thị trường Nhưng mà càng lên cao này thì mọi người phải lưu ý ở câu chuyện cổ phiếu mọi người muốn mua Nó có dòng tiền vào hay không Nó có điểm mua an toàn hay không Và sau đó là giờ cũng có những cái rủi ro nhất định là giờ nó vẫn có thể là giờ Bị đạp tết đó là những cái vùng biên dưới này rồi nó sẽ bật tăng vượt đỉnh về là một ngàn ba ngàn bốn ngàn năm thì đó là góc nhìn trong tương lai còn trong ngắn hạn thì mọi người cũng phải giờ à, lưu ý những cái góc nhìn mà mọi người mình vừa chia sẻ còn trong trung và dài hạn thì cổ phiếu nó sẽ vẫn tiếp tục tăng giá nha thì đó là cái câu chuyện mọi người phải nắm bắt được còn những cái cổ phiếu như là à, FRT này các bạn nè rồi Viettel Boss nha rồi à, à, thật sự nó không có những cái điểm mua an toàn Ha, và đó là những cổ phiếu mà nó kéo một cái nhịp vừa qua rất là mạnh rồi các bạn. DCC mà thì nó sẽ cần một cái thời gian để đường EMA 10, đường EMA 20 nó sẽ đi ngang và xây dựng nền giá các bạn Đây. Những nhà đầu tư mà đu cao như thế này các bạn ạ, ông bán rồi bắt đầu ha. Bây giờ nó sẽ xây dựng một cái nền giá đa phần là chết chết chỗ này các bạn ạ. Mua trên này bắt đầu về đây bán bán xong lên trên này mua. Nó làm liên tục như vậy á thì lại chính do chính mình hại mình thôi. Ha. Ok. Rồi. Như vậy là tập trung vào cổ phiếu nhóm bất động sản như mình. Chứng khoán Chứng khoán thì trong ngày hôm nay cũng có một số hiện tượng tích cực đến từ à, một số cổ phiếu à, như là à, mình thấy là VIX nè VIX bắt đầu là nỗ lực là vượt lại vùng giá khoảng 20.95, ok các bạn nha Và hướng lên thì rõ ràng về đồ thị này thật sự nó không có yếu Và à, nó chỉ là à, quanh cái vùng mà 20.75 thì nó sẽ liên tục và sẽ co thắt mà. Thì những nhà đầu tư mình nhắc cho mọi người là cứ tiếp tục gồng 1 phần 2 cho nội này cho mình ha, Rồi ORS cũng tương tự gồng 1 phần 2 này cho mình ha nó cần thời gian các bạn, nó cần thời gian. À, những ông này thực sự thì ông sẽ tích lũy và cứ về góc nhìn dài á thì ông này sẽ vượt vùng giá khoảng 18.6 sáu đến 10 và nó sẽ vượt đỉnh hơn Còn mua mới thì mình lại thấy như thế này. Nếu các bạn muốn mua mới á thì các bạn hãy tập trung những cổ phiếu như là CDS nè, BVS nè, rồi giờ à, dạ, à, MBS nè, VDS nè, AGR này các bạn nè, là những dạng mà cổ phiếu giờ nó có cái câu chuyện À, là đã vượt đỉnh rồi thì ít nhất là giờ nó sẽ mạnh hơn những cổ phiếu kia. Nhưng mà mình muốn chờ thêm một cái động thái là giờ nó có những cái cú mà à, rung lắc tích chỉnh là một cái không à. Rồi sau đó nó bật tăng lên đúng không ạ? À? Thì thật sự là những cái điểm mua quá đẹp luôn. Đúng không ạ? À? À, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi một tí xíu nha, nhất là trong một cái bối cảnh mà thị trường của à, thị trường nó đang có những cái rung lắc biến động như vậy ha. Thì nói chung là đưa vào những những diện mua à, theo dõi mua ha. Ok, rồi sau đó các bạn mới chú ý là giờ Tới VCA, tới VIX nha các bạn nào, rồi tới SSA Đó, còn hiện tại cứ tập trung vào những cổ phiếu mà đã vượt đỉnh mình vừa chia sẻ nha Rồi, góc nhìn của mình đến đây là à, như vậy cho một cái câu chuyện thị trường trong ngày hôm nay à, Anh chị nào muốn vào VIP chủ động những tin Zalo cho Thái số thoại bên dưới màn hình Còn những cổ phiếu các bạn mua, muốn mua thì hãy nhớ căng à, ha canh chỉnh nào đó rồi các bạn giờ đi vốn bình tĩnh nhẹ nhàng để tránh khi mà khi có hiện tượng rung lắc á nhà đầu tư có giá tốt giá khỏe không người ta sẽ rất là khỏe ha rồi những nhà đầu tư mà giờ cứ liên tục mua mua bán bán rồi nhảy nhót tầm bậy tầm bạ rồi lỡ như trường hợp mà đu cao á, thì đa phần những người đó sẽ là những người bị cắt lỗ đầu tiên và nó sẽ bào mòn tâm lý thì đó là cái sự giao dịch rất là nhẫn nại và bình tĩnh nha bye bye à, xin chào và hẹn gặp lại mọi người xin mọi người nhớ đừng quên là bấm cho tới một nút like thả tim video nha bye bye